Mọi người thấy rõ ràng là một set bộ nhưng mà nhìn rất là sang đúng không? Phương rất là vui khi mà thời gian vừa rồi Phương review rất là nhiều set đồ và được các chị em mua về xong rồi feedback lại, nói rằng là những cái set đồ mà Michael review thì mọi người mặc rất là ưng. Đó, nên là ngày hôm nay Phương lại tiếp tục đem đến một cái set bộ nữa đây. Set bộ này thì Phương nghĩ rằng là các chị em sẽ rất rất là thích, đặc biệt từ cái lứa tuổi tầm 38 cho đến 60 tuổi. Mặc sẽ rất là đẹp, Phương đảm bảo mọi người luôn. Đây, xinh như thế này cơ mà. Phương là hơi gầy để mặc bộ này á, nên có vẻ là nhìn nó hơi bị nhỏ nhỏ quá. Còn nếu mà Phương mà tầm được 5kg nữa, khoảng năm mấy kg á, là mặc cái bộ này sẽ đẹp hơn. Chất vải của nó thì rất là mát luôn này, mọi người cảm nhận được không ạ? Mát như này luôn á, mát và nhẹ tênh. Cổ nhá, cổ thì là co giãn này. Đó, cổ chun, cạp chun, tay chun luôn, mặc siêu thoải mái. Cạp chun nhưng mà lại có họa tiết xanh, họa tiết trắng, đen, đỏ. Nhìn nó lại có một cái gì đấy nhìn sang trọng cơ, tức là như thế cơ. Đó, và để phối với cái áo này thì cái set này nó lại không làm kiểu dạng quần Alibaba hay quần lửng, mà nó làm quần ống rộng, cạp cao và có một chút xẻ này, mọi người thấy không ạ? Cái quần ấy nó sẽ có một cái phần xẻ ở đây này. Đó, nhìn này. Rất là xinh và rất là kiểu thướt tha luôn á. Đây, cá tính. Quần ống rộng cạp cao thì lúc nào cũng khiến cho chúng ta nhìn cao hơn được vài cm luôn. Đó, và đặc biệt là che hết khuyết điểm ở phần chân của chúng ta nhá. Set này ấy, mọi người có thể mặc đi du lịch được, mặc đi chơi với bạn bè được, và mặc những cái kiểu mình đi street style chụp ảnh cũng rất là đẹp. Chất liệu thì rất là mát, phù hợp mùa hè luôn nhá. Nó cũng có đủ size ML và XL này. Ở phần nghiêng nhá thì cái phần chân quần nó cũng có một cái đường sọc này, để tạo độ cá tính cho set đồ. Bây giờ thì Phương sẽ cho mọi người nhìn kỹ hơn về chất liệu nhá. Đây, mọi người nhìn đúng không ạ? Chất liệu nó nhẹ tênh như thế này luôn á, dễ mặc dã man. Đấy, nên là những cô, những bác mà tầm 5-60 tuổi mặc cái set này thì quá là ưng luôn.